thu nhập trung bình 2,4 tỷ một năm vẫn cảm thấy cuộc sống bấp bênh. Vì sao nên lỗi? Tiết kiệm rất ít, chi tiêu rất nhiều, thói quen gây lạm phát lối sống ở Mỹ. Đây là lời khẳng định của Brad Dicklund, giáo sư tâm lý tài chính tại Đại học Creighton. Hầu hết người Mỹ tiết kiệm rất ít và chi tiêu quá mức cần thiết. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi người để mạng xã hội điều khiển hành vi tiêu tiền và cả quyết định mua sắm. Một chiếc túi sách giá vài ngàn đô có thể được mua trong phút mốt. Sau khi một người thấy bạn bè đăng ảnh chiếc túi trên trang cá nhân, sau đó, vị giáo sư cũng cho biết vấn đề lạm phát lối sống thường xảy ra ở những thành phố lớn như New York, Washington DC hơn là những thành phố nhỏ, vùng ngoại ô. Bạn không cần phải là chuyên gia tài chính để biết rằng kiếm được 100.000 đô la Mỹ ở thành phố New York khác xa với việc kiếm được 100.000 đô la Mỹ ở Memphis, Tennessee. Theo dữ liệu từ Cục thống kê lao động Mỹ, hiện nay quản tiền 129.000 đô la Mỹ chỉ có giá trị tương đương với 100.000 đô la Mỹ trong một thập kỷ từ năm 2013 đến nay đồng đô la có mức lạm phát trung bình khoảng 2,6% trên năm đồng tiền mất giá kết hợp với lạm phát lối sống khiến giới trung lưu xứ cờ hoa loay hoay khổ sở Báo cáo của Viện đô thị và Trung tâm nghiên cứu Pew công bố năm 2021 cho biết thu nhập trung bình năm của một hộ gia đình ở Mỹ dơ vào khoảng 74,784 đô la Mỹ khoảng 1,8 tỷ đồng đó chính là lý do mà một người có mức thu nhập 100.000 USD năm được xếp vào tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Dẫu vậy, nhóm người thuộc tầng lớp trung lưu này vẫn cảm thấy bấp bênh, không đủ sống. Jesse Witsit, giám đốc quản lý đầu tư tại Morgan Stanley, New York, Mỹ, cho biết tôi mất 6 năm để leo lên được chức giám đốc quản lý đầu tư. Trước đó, khi chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương chỉ vài nghìn đô một tháng, tôi đã nghĩ khi nào mức lương của mình có năm tới 6 số không, mình mới có thể tiết kiệm được. Hiện tại, khi thu nhập tháng của tôi đã đúng như kỳ vọng của tôi cách đây 6 năm, tôi vẫn không thể tiết kiệm nổi một đồng nào. Chi phí thuê nhà tăng lên mỗi năm, chi phí đầu tư cho trang phục là những đầu mục ngốn của tôi một khoản lớn. Không có cách nào để tôi có thể cắt giảm việc chi tiêu của mình. Jesse Witsit chỉ là một trong số hàng ngàn người thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ đang loay hoay với vấn đề lạm phát nói chung và lạm phát lối sống nói riêng thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Với vấn đề này, Brad Clons, giáo sư tâm lý tài chính tại đại học crichton khẳng định cách duy nhất để ngăn chặn lạm phát lối sống chính là phải tự ý thức được bản thân mình đang rơi vào lạm phát điều này có nghĩa là bạn cần xác định rõ ràng số tiền mình sẽ tiết kiệm cũng như số tiền mình được phép chi tiêu sau khi đã tiết kiệm đây là cách duy nhất để chấm dứt nỗi lo về lạm phát lối sống